Thưa quý vị, những con số trong đoạn clip ngắn vừa rồi là minh chứng cho sự phục hồi du lịch nội địa và quốc tế nhanh mạnh của thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu về kinh tế xã hội, du lịch của cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước bởi thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu sẽ đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. Nhưng cho đến nay thì thành phố chỉ mới hoàn thành được 76% kế hoạch. Do vậy, để đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, với tiêu chí không để mình bị thụ động, ngay từ khi chính thức đón khách quốc tế trở lại từ tháng 3 năm nay, thành phố không chỉ cho ra đời hàng loạt các tour nội đô, điểm đến mới, mà còn đẩy mạnh đầu tư cải tiến, tăng tính hấp dẫn cho các địa danh tiêu biểu của thành phố. Do đó, không khó để lý giải, giai đoạn hiện nay, những điểm đến quen thuộc như là địa đạo Củ Chi, bảo tàng chứng tích chiến tranh, bưu điện thành phố, nhà hát thành phố, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành vẫn nằm trong top đầu lựa chọn của du khách quốc tế khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Chưa bao giờ đặt chân đến một quốc gia châu Á, chị Johanna đã chọn Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tiên. Những trải nghiệm thực tế từ hiện vật, hình ảnh và thậm chí là âm thanh như thế này là cách giúp chị hiểu rõ nhất về lịch sử nơi mình dừng chân. Dù chưa đi hết hoàn toàn bảo tàng, nhưng với tôi, đây là một trải nghiệm nhiều cảm xúc, làm đầy đặn hơn những gì tôi đọc được từ sách báo về đất nước các bạn. Thưa quý vị, một phần không gian của nhà tù Côn Đảo, hệ thống nhà tù có thể nói là khắc nghiệt nhất trong chiến tranh Việt Nam, đã được tái hiện lại tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Tuy nhiên, không phải chỉ bằng những hình ảnh đơn thuần mà chúng ta vẫn thường hay thấy. Quý vị có thể nghe rất rõ những âm thanh rất sống động được tái hiện tại đây thông qua công nghệ. Và bên cạnh đó thì khi mà nhìn xuống sàn của khu vực này, chúng ta có thể thấy những hình ảnh 3D. Và trên đây là hình ảnh của những cựu tù đã từng bị bắt giữ và hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Đây đã là lần thứ hai tôi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và một lần nữa đến bảo tàng này. Các bạn đã đổi mới rất nhiều và tôi thấy thú vị khi mỗi lần được nhìn thấy và hiểu về lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam bằng nhiều trải nghiệm khác nhau. 12 năm chưa trở lại thành phố Hồ Chí Minh, lần này chị Bảo Vân về thăm thành phố. Với tư cách là một người Pháp gốc Việt, chị đã chọn đi tham quan gần như tất cả mọi điểm đến đặc trưng của thành phố để cảm nhận sự khác biệt. Tôi thấy tiện lợi hơn rất nhiều, từ việc di chuyển đến những dịch vụ hỗ trợ du khách. Ký ức của tôi về ẩm thực thành phố ngày đó chỉ là những quán nhỏ, nhưng giờ đây những địa điểm ẩm thực đón du khách quốc tế đều khá chuyên nghiệp, sạch sẽ nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của ẩm thực Việt Nam. Thưa quý vị, chợ Bến Thành vẫn luôn là một trong những điểm đến thu hút bậc nhất đối với du khách quốc tế khi mà muốn tìm hiểu về thành phố Hồ Chí Minh. Và mỗi ngày như vậy thì chợ Bến Thành đón từ khoảng 4.000 đến 5.000 du khách, trong đó 60% là du khách quốc tế. Chợ Bến Thành cũng như là ngành du lịch thành phố luôn nỗ lực để có thể tăng trải nghiệm về mua sắm cho khách hàng. Về chất lượng hàng hóa thì bây giờ rất là bảo đảm, hay là giá cả các thứ thì cũng khá là thống nhất với nhau. Song song đó thì mình cũng có những chương trình mà khuyến mãi dành cho khách, tạo được những hình ảnh đẹp của người Việt Nam mình đối với du khách quốc tế. Hiện tại bây giờ thì chợ sẽ mở cửa tới 9 giờ tối. Tầm 3 tháng nay, lượng khách quốc tế đổ về đây ào ạt. Rồi tiểu thương chợ Bến Thành welcome, hoan hỷ đón nhận cái lượng khách đó trong nước và ngoài nước đến để mà chợ đông vui, chợ vui Bến Thành. Ai mà đi đến thành phố Hồ Chí Minh không, nhớ chợ Bến Thành là một điểm thiếu sót. Nỗ lực của mỗi tiểu thương, mỗi điểm đến cũng chính là từng mảnh ghép làm nên hình ảnh thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, địa phương vốn được xác định là một trong những vị trí đầu tàu trong thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam.